hàng Hoa Lan Quang Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con có một số chậu giả hạt lai chầm nha cô chú. Mặt hoa là mặt hoa chuẩn, hoa rất là đẹp luôn. Và cái khuôn bông này nó rất là to nha cô chú. Đây là giả hạt lai chầm. Một dòng mặt hoa giả hạt mặt hoa đẹp á, thường lai với một cây chầm bướm hồng của đời cô chú. Hoa này là rất là thơm luôn và hoa to. Cánh là cánh sáp nha cô chú, cánh dày và nó có hai con mắt rất là đẹp. Hai con mắt nó gọn nè cô chú. Nhìn rất là đẹp luôn nè. Và môi là môi tuyết nha cô chú. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây bên con sẽ giới thiệu cô chú mình cái hình cây của giả hạt lai, hàng của đài, mã số là 6319 nha cô chú, rất rất là thơm luôn. Và mã số của chậu giả hạt lai này là mã số 1 nha cô chú. Chậu này thì đang có một thân già và một số mắt kia nó vẫn còn đang sưng cô chú. Và nó có một cây lớn đã ra rễ nè, có thể mình về mình tách cây ra mình trồng nha cô chú. Và mã số của nó là mã số 1 và giá tiền của chậu này là 300.000. Cây đang đi ngọn cực kỳ khỏe nha cô chú và lá xanh mướt rất là đẹp luôn á. Cái mặt hoa này nè mình nhìn tự tưởng như cái khung bông Hòa Bình vậy đó. Tại vì Hòa Bình cái mấy giờ vùng giải hạt khu vực miền Bắc á là hoa nó thường rất là to cô chú. Mã số của giò này là mã số 1 và giá tiền là 300.000 nha cô chú. Cái cây cực kỳ khỏe luôn á. Đã ra rễ rất là tốt và nó còn một số mắt đang sưng ở thân dài luôn nè. Mã số 1 nha cô chú, giá là 300.000, hoa cực kỳ to. 6319, một dòng giải hạt lai nha cô chú. Và mã số 1 này dài tầm khoảng 40 cm và nó có một cái thân, một cái cây là dài tầm khoảng 25-26 nha cô chú. Mã số là mã số 1 và giá của nó là 300.000. Đây là 6319 mã số 1, 300. Đây là mã tiếp theo của chú. Chậu này thì nó đang vẫn còn có một số kỳ, một số thân già nè, và trên thân đã đầu sưng mắt rồi cô chú. Đây đang có kỳ nè, vừa kỳ mà vừa nụ luôn cô chú. Mã số của chậu này là mã số 2, đang có là một mầm và ba thân già lớn nhỏ. Cái mầm đang đi ngọn này thì nó đang dài tầm khoảng 45 cm đó cô chú. Và mã số của chậu này là mã số 2, giá tiền là 300.000. Cây cái mầm đang rất là mướt nha cô chú, rất là khỏe luôn á. Mã số là mã số 2, giá là 300.000. Cái mầm này là cực kỳ khỏe của chú, vẫn còn đang đi ngọn luôn. Mã số 2, 300. Và đây là giò 6319, mã số tiếp theo, mã số 3 nha cô chú. Một thân lớn này thì vẫn còn đang đi ngọn luôn đó. Rất là khỏe nha cô chú, thân lớn đang đi ngọn. Và nó có một số thân già ở gốc đảo đầu đứng ngọn rồi. Và kích thước cây của cái thân, cái mầm này á, là nó đang dài tầm khoảng 60 cm của chú. Mã số của nó là mã số 4. Xin lỗi cô chú, đây là mã số 3 nha cô chú. Mã số là mã số 3 và giá của nó là 300.000. Thân này vẫn ở đây đi ngọn rất là khỏe nha cô chú. Mã số là mã số 3, giá là 300, rất là mướt luôn. Tiếp tục đây là mã số 4. Một số thân này đã đứng ngọn nha cô chú. Thân lớn đã đứng ngọn rồi. Mấy thân này thì chuẩn bị Tết cho hoa là vừa nha cô chú. Kích thước cây là thân lớn nhất á là đang dài tầm khoảng 43 cm, thân ngắn là tầm khoảng 20 cô chú. Mã số là mã số 4, giá tiền là 300.000. Đây là giả hạt lai chầm nha cô chú. Mã số của nó là mã số 4, giá là 300.000. Mã số 4. Đây là mã 5 nha cô chú. Giờ này thì nó vừa có thân già, vừa có kỳ. Đó. Thân già này đang lên 2 kỳ trên thân nè cô chú. Và một số mắt vẫn còn đang sưng luôn. Và nó có một kỳ lớn thì vẫn còn đang đi ngọn cô chú. Giá của giờ này cũng là 300.000 nha cô chú. Giả hạt lai chầm mặt hoa rất là to, hoa thơm, cực kỳ thơm. Mã số là mã số 5, giá là 300. Và cây lớn nhất là đang dài tầm khoảng gần 50, nó tầm khoảng 45 cm đó cô chú. Và cái thân già tầm khoảng 35. Đó. Mã số là mã số 5, giá là 300.000. Một cây và một số thân già. 300.000, đây là mã số 5. Tiếp tục đây là mã số 6 nha cô chú. Cọng này vẫn còn đang đi ngọn nè. Đó. Một mầm này đang đi ngọn nè. Và ở gốc của nó đang có một số mầm nữa nè cô chú. Đây, rất là khỏe nha cô chú. Và giá của giò này cũng là 300.000 luôn. Mã số của giò 6319 này là mã số 6, giá là 300.000. Cây đang đi ngọn nhìn rất là lực luôn nha cô chú, rất là khỏe. Mã số là mã 6, giá là 300. Cây này nó đang tầm khoảng 62 cm. Mã số của giò này là mã số 6, giá là 300.000 cô chú. Giá hạt lai chầm là mã 7 nha cô chú. Đang có một số thân già và thân lớn vẫn còn đang đi ngọn nè. Mã số là mã số 7 và giá của chậu 6319 mã số 7 này là 300.000 luôn. Một số thân già đang có kỳ nha cô chú. Và một cái thân đang đi ngọn. Giá của nó là 300.000. Kích thước cây của nó đang dài tầm khoảng gần 40. Mã số của nó là mã số 7, giá tiền là 400.000. Giả hạt lai chầm nha cô chú. Đang có hai thân vẫn còn đang đi ngọn luôn á. Mã số là mã số 7, 300.000. 6319. Mã số của nó là 6319 nha cô chú.
giờ mã 7 giá 300. Tiếp tục đây là mã số 8, giờ này đang có một thân già chưa hoa nha cô chú, và một thân lớn vẫn còn đang đi ngọn luôn. Nhìn rất là đã cô chú, rất là mướt luôn á. Cái thân dài nhất này thì đang tầm khoảng 65cm nha cô chú. Mã số của giờ này là mã số mã 8 cô chú, đang đi ngọn nè. Mã số là mã số 8 và giá của nó là 300.000 cho mã số 8. Giá hạt lai chầm nha cô chú, 6319. Mã số 8 giá 300. Tiếp tục đây là mã số 9 và giá của nó là 250.000 cô chú. Một số mầm nhỏ đang lên và một mầm lớn đang dài tầm khoảng 30cm. Và một số mầm nhỏ nè cô chú. À, giờ này là giờ mã số 9, giá là 250.000 cho mã số 9 nha cô chú. Giá hạt lai chầm mã số là 6319. Tiếp tục đây là giờ mã số 10, cũng có một thân lớn đang đi ngọn luôn. Và giá của giờ mã số 10 này là 250.000 nha cô chú. Kích thước cây là đang dài tầm khoảng 55cm. Mã số là mã số 10, giá là 250.000. Một dòng giả hạt mặt hoa đẹp được lai với cây chầm super nét to nha cô chú. Mã số 10 giá là 250.000. Tiếp tục đây là mã số 11, cái giò này đang có thân đi ngọn nè, và một số kỳ ở dưới gốc này vẫn còn đang đi ngọn nha cô chú, rất là nhiều thân. Mã số của giò này là mã số 11, kích thước cây là dài được tầm khoảng 25 đến 30, và giá của nó là 250.000 cho giò mã số 11. Tiếp tục đây là mã số 12, giò này thì đang có kỳ chuẩn bị ra rễ nè cô chú, và một cái mầm đang lên, cộng thêm là một kỳ lớn vẫn còn đang đi ngọn cô chú. Mã số 12 250.000. Thân dài nhất tầm khoảng 35. Cái kỳ này thì đang dài tầm khoảng 20cm nha cô chú. Thân già tầm khoảng 20, kỳ dài khoảng 15cm, thì đang có 2 kỳ trên thân già. Mã số của nó là mã số 12, giá là 250.000. Đây là giò mã số cuối cùng nha cô chú, một thân già và hai mầm. Giá của nó là 250.000 mã cuối cùng. Đây là mã số 13, 250.000. Kích thước cây đang tầm khoảng gần 30 nha cô chú, và thân già chưa hoa luôn. Mã số là mã số 13, giá 250.000. Giá hạt lai chậm nha cô chú, mặt hoa rất là to. Mã 13, 250.000. Mã cuối cùng của chú. Số điện thoại của con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Quang Minh xin chào cô chú.